Xin kính chào toàn thể quý anh chị em và các bạn đã đến với kênh của Nguyễn Trung Ô Tô, có địa chỉ 17 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Và ngày hôm nay bên em lại mới về thêm một chiếc xe mới đến từ hãng Mazda, đó là chiếc Mazda 3. Bản này là bản facelift cho các bác nhé. Bây giờ em xin đi giới thiệu qua về phần ngoại thất cũng như thân vỏ của chiếc xe cùng với màu sơn. Xe thì được có cái sơn màu là màu trắng các bác nhé, trắng ngọc trai rất là đẹp nhé. Mặt ca lăng là những thanh ngang xếp lên thanh ngang rất là đẹp nhé, và biểu tượng của Mazda nằm chính giữa luôn. Đèn pha thì là vẫn là đèn công nghệ LED các bạn. Đấy, và hệ thống đèn, và đây đèn pha là vẫn là đèn halogen này, và dưới ở đây là đèn xi nhan, đèn báo rẽ đó, và đèn gầm là vẫn là đèn LED các bạn nhé, đèn gầm đây. Rất khỏe mạnh đúng không ạ? Đèn xi nhan thiết kế rất là, nó rời ra rất là đẹp, tạo nên độ khỏe mạnh của một chiếc xe, trông rất giống xe thể thao. Xe thì đây em quay xuống một chút, được trang bị bộ mâm là 16 inch nhé quý anh chị nhé. Xe được trang bị bộ mâm 16 inch. Và đây, xe này là xe tư nhân một chủ nên là vẫn còn zin nữa nhá. Lốp này vẫn còn là tuần thứ 25 của 2018. Lốp zin nguyên theo xe. Thì đây là chiếc cá nhân một chủ từ đầu. Nên là nhìn chung là chủ đi rất là giữ gìn. Nước sơn thì cũng vẫn là căng các bác nhá. Rất căng luôn ạ, các bác thấy. Chiếc này là bản 1.5 các anh chị nhá. Anh sẽ đi đúng một vòng để xem qua về phần ngoại thất chiếc xe. Sơn thì cũng là zin. Gương thì gương chiếu hậu thì chỉnh gập điện nha các bác nhé, tích hợp cả đèn báo rẽ này, đúng không ạ? Rất đẹp nha. Trên lắp cabo đây cũng dán thêm chữ Sportmin, rất là đẹp đúng không ạ? Rất thể thao, rất phù hợp cho những ai mua xe về làm đi ra xe gia đình này, rồi các bạn trẻ đi rất là khỏe mạnh nhé. Hệ thống cửa vào trong khoang nội thất thì cửa này là tất cả cửa điện này quý anh chị này. Và nội thất của chiếc xe là da, ghế bọc da các bác nhé, có các lỗ thoáng này để đi thì là không, rất là tốt. Em xin phép vào bên trong. Xe cũng được để lỗ tát tốp nha các bác nhé, rất là hiện đại đúng không ạ? Màn hình hiển thị thì đa thông tin, rất là đẹp nhé. Đấy, như các bác thấy xe đi được 4.9 nha các bác nhé, xe đi rất ít. Đây là hệ thống màn hình giải trí, gương chiếu hậu chống chói tự động nha quý anh chị nhé. Điều hòa đây, hệ thống điều hòa của xe. Đấy, cửa gió đây, rất nhiều chế độ chạy cơ mà này. Đấy, hộp số tự động này, rất nhiều chế độ chạy nha các bác nhé. Và đây điều chỉnh nút home, điều chỉnh ở trên màn hình, rất giống mẹc, rất là đẹp nha quý anh chị. Xe thì cũng có trang bị cửa sổ trời nhưng mà chỉ có hàng ghế lái thôi quý anh chị ạ. Đây, em xin phép quay cái cửa sổ trời. Rất là đẹp nha quý anh chị nhé. Em xin phép đi ra hàng ghế thứ hai. Đây từ cửa em quay vào đấy, và điện với da rất là đẹp. Một chiếc xe sedan thuộc phân khúc hạng C, ngồi cũng khá là thoải mái quý anh chị ạ. Đấy, như quý anh chị thấy em quay đường sau ra đấy, rất hiện đại, rất khỏe mạnh, tạo độ chắc chắn. Đấy, ghế da đây các bác, em quay đi. Đấy, xe đã chủ trước họ cũng đã bọc cái thảm sàn này 6D này các bác này, rất đẹp nha các bác nhé. Em xin phép đi ra phía đằng sau cốp xe. Cốp xe thì cũng rất là rộng rãi các bạn, đấy để chứa rất nhiều đồ nhá.
Vâng, và xin nói thêm là trên cái thị trường xe đã qua sử dụng hiện nay thì chiếc này bên em đang chào bán với cái giá là 575 triệu nhá quý anh chị nhá. Đấy. Quý chị nào quan tâm đến một chiếc Mazda 3, chiếc xe để sử dụng cho gia đình, thì xin liên hệ với em theo số điện thoại là 0965 822 782. Em tên là Trung, 17 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Và một lời cuối em xin kính chúc toàn thể quý anh chị một ngày mới với nhiều sức khỏe, niềm vui và may mắn. Em xin chân thành cảm ơn ạ.